Kèo sắp diễn ra là kèo 44 xã nha các bạn. Tem của Tiến Đen và tem của Lam Trắng Bàn. Bên đây thì có Tiến Đen, Đức Từ Thiện, Chiều Chuyền Hai với Quốc Minh. Còn phía bên kia thì có Lam Trắng Bàn, Trương Chiền Hai, Học Dịch và Khang Libero. Kèo 44 xã. Bên Tiến Đen đường kèo trên nha các bạn. Đây là sân bóng chuyền của Tí Chuột, Phú Lợi, Thanh Bình, Đồng Tháp. Này khán giả quá đông. Bên Tiến Đen phát bóng trước. Không không. Máy chạy. Pha gõ cổ tay quá đẹp của Lam Trắng Bàn. Điểm 1-0 cho Lam Trắng Bàn. Quốc Minh đập bóng ra ngoài. Điểm 2-0 cho Lam Trắng Bàn. Và phát bóng ăn điểm trực tiếp của Khang. Điểm 3-0. Chỉ thiếu có anh bóng chuyền sân cát à. Anh quay chứ anh không có đánh. Còn chưa? Hay quá. Bóng còn. Học Dịch cứu bóng không thành công. Điểm 1-2 cho Tiến Đen. Điểm 1-3. Bóng còn. Bóng quá hay. Hai bên phòng thủ quá hay các bạn ơi. Đức Từ Thiện chắn bóng tốt. Lam Trắng Bàn. Tiến Đen thủ bóng quá tốt. Tiến Đen đập bóng chạm trái trắng ra ngoài. Điểm 3 đều. Điểm 3 đều. Bóng còn.
Lam trắng bàn và dội bơm của Lam trắng bàn nữa các bạn ơi. Hôm nay hình như là hầu hết tập trung tất cả các cao thủ miền Tây gì trong làm bốn chuyện độ nghe các bạn. Điểm 4-3 cho team của Lam trắng bàn. Khang phát bóng hỏng. Điểm 4 đều. Quá quy lực. Điểm 5-4 cho Lam trắng bàn. Quốc Minh pha đập bóng lọt trắng của Quốc Minh. Điểm 5 đều. Khang đập Lam trắng bàn đập bóng tốt. Điểm 6-5 cho Lam trắng bàn. Tiếng đèn đập bóng tốt. Sao nhảy cái đạn thấy nó rớt rớt xong nó cũng cho anh khó chịu. Đạn nó nhảy bật không hả? Nữa rồi sao? Chứ phải nó đâm vô giống như là điểm 6 đều. Điểm 6 đều. Lam trắng bàn đập bóng tốt. Điểm 76 cho Lam trắng bàn. Điểm 7 đều cho team của Tiến Đen. Bên đây là Tiến Đen, Quốc Minh, Đức Từ Thiện với Triều Truyền Hai. Còn bên kia thì Trương Truyền Hai, Lam trắng bàn, Khang Libero và Hồng Dịch. Tiến Đen bóng vẫn còn. Lam trắng bàn làm gì đây? Pha xử lý tốt của Quốc Minh. Ông vua, ông tính rồi. Ông vua đưa đem ra đảo. Má được ba quá mẹ liền lép chết luôn. Điểm 87 cho team Tiến Đen. Điểm 87.
và xử lý tốt của Quốc Minh. Điểm 98 cho Tiến Đèn. Tiến Đèn phát bóng tốt. Điểm 18 cho Tiến Đèn. Lại là một pha phát bóng bằng điểm trực tiếp của Tiến Đen. Điểm 11-8. Con nước ơi. Điểm 9-11. Chết rồi đó. Trời ơi, cái gì vậy? Làm trắng bàn. Quốc Minh trắng bóng tốt các bạn ơi. Quốc Minh nó hụt lịch đây, hôm bữa qua nó lạnh đi. Quốc Minh nó lạnh. Điểm 12-9. Hết chiếc lâu lạnh luôn. Học dịch đập bóng tốt. Điểm 10-12 cho Lam trắng bàn. Tiến Đen rồi có một pha dội bơm của Tiến Đen. Điểm 13-10. Tiến Đen phát bóng hỏng. Điểm 11-13 cho Lam trắng bàn. Tắt non trái luôn nó quê đó. 11-13. Khang phát bóng ra ngoài. Điểm 14-11 cho Tiến Đen. 14-11. Học dịch Lam trắng bàn. Là bóng quá tốt. Cổ tay của Lam trắng bàn quá tốt các bạn. Điểm 12-14 cho Tiến Đen. Pha lỗi bóng của Đức Từ Thiện. Điểm 13-14. Quốc Minh. Điểm 15-13 cho Tiến Đen. Tiến Đen có kết thúc trận đấu hay không? Điểm 15-13. 16 điểm tới các bạn. Hốt dịch.
đập bóng tốt. Điểm 14-15. Bên Tiến Đèn ai sẽ kết thúc trận đấu đây? Quốc Minh, Đức Từ Thiện hay là Tiến Đèn? Tiến Đèn. Tiến Đèn đập bóng dậm tay trắng ra ngoài, kết thúc 16-14. Tiến Đèn, Đức Từ Thiện. Không có phát huy.